em đi undo à từ ngày mai trở đi em sẽ dùng xe riêng em dùng xe làm gì có phải em đã thích lái xe rồi không ảnh hưởng cảm hứng <laughs> thì em chỉ đi lanh quanh thôi <cười> <cười> tìm đề tài hả tiện thể có chút việc hả ừ em đã định trước là vậy rồi giám đốc nhà xuất bản đến hối ông ấy nói em phải bắt đầu ngay đi <laughs> lúc nào cũng nói vậy em không ở đó thì quay phim gì? không có em thì có gì thay đổi được Chị đã đi nha khoa chưa chị? Rồi, vấn đề là do thần kinh ảnh hưởng giờ thì ổn rồi Lời đàn em, tự nhiên đến một ngày răng cứ rụng dần hết Trời ơi, vẫn chưa kết hôn mà răng đã bắt đầu rụng sao được Mới <laughs> nghĩ thôi thế sợ rồi, chừng cũng sẽ như vậy đó Quan trọng nhất vẫn là con Có tình cảm với cậu ấy hay không? Cũng đã từng có Nhưng con muốn quên anh ấy giờ sẽ quên được nếu gia đình mình không xảy ra chuyện Thì chắc bây giờ Ôi. Đây chính là giận mệnh đó Có những giận mệnh mình có thể thay đổi được Nhưng mà cũng có những thứ không tránh được Con cho đó là định mệnh Người tốt mẹ rất thích cậu ấy Mẹ thật là Anh ấy tốt thì có tác dụng gì đâu mẹ ừ. Con cũng đâu sống với mấy người Ai thì cũng không thể hoàn mỹ hết được đâu Cậu ấy là một người thông minh Nhân cách tốt Có cá tính lại cũng rất ư cần con phải chăm sóc ba mẹ chồng lại biết kiếm tiền nữa người như vậy con đi đâu tìm được thật nói thì là như vậy nhưng mà làm sao có thể nhận tiền của anh ấy à, nói cũng đúng nếu các chị gái biết chắc sẽ làm ầm dẫn đến phải làm sao con đi gọi điện alo em nghe nói là anh đã qua nhà em hả em đổi anh đừng có tới nữa sẽ khiến mẹ em lo nghĩ đó em không cần phải bận tâm anh đến để nói chuyện với bác thôi mà các anh chẳng phải đi mỹ rồi sao từ ngày mai anh sẽ dẫn đốc đa đi dạo <laughs> sao em lại thở dài vậy sao anh cứ có anh nghe được một lời tiên đoán lời tiên đoán gì nữa dài lắm chúng ta gặp nhau đi rồi nói không cần đâu câu gì bác gái đẹp hơn em rất nhiều đó <laughs> em biết rồi công việc vẫn thuận lợi cả chứ kia yeah. vẫn chăm sóc tốt cho em chứ không quen quản lý nào như vậy em có biết thầy giáo kim từng nói gì không những nhà văn nhìn người rất đúng đó anh ta chắc chắn là một tên lừa đảo Lừa đảo thì sao chứ Chỉ cần làm tốt là được rồi Sao em lại không chịu buồn lắm nữa Tóm lại anh đừng tới đây nữa Em đã quyết định rồi Không thay đổi đâu Anh cũng đã quyết định rồi Không hề thay đổi Em thích anh như thế nào Anh là người hiểu rõ hơn ai hết Em nói rồi Tình cảm con người ta có thể thay đổi Tình cảm ca... Nếu nói em ghét anh thì sao có thể như vậy được Anh bị điên sao <laughs> Em nghỉ ngơi đi Mai còn đi quay nữa thôi nha đợi đã nói gì vậy à, anh ấy nói là con không đẹp bằng mẹ mẹ vui sao nói chuyện ra có duyên đó các chị gái cậu ấy chắc cũng rất đẹp hả như người ngoại quốc vậy đó <laughs> hai đứa lấy mà có con trai con gái chắc đẹp như búp bê Các... có cậu em trai như vậy ra quay một chút cũng là bình thường nuôi lớn cậu ấy nên cũng có thể coi là ba dù mẹ dù sao thì mẹ cũng đừng có mở cửa Hứng? mẹ biết rồi cậu ấy không nghe con nói đúng không vậy thì không ai ngăn cản được đâu đàn ông mà không có chính kiến cứ hoàn toàn nghe lời phụ nữ thì cũng không được cho hai suất lớn nha à dạ xem ra cô không biết tự chăm sóc tôi vẫn còn trẻ mà khi còn khỏe mạnh phải chú ý gìn giữ sức khỏe bình thường chịu khó massage cho đôi tay vì nó là bản thu nhỏ của cơ thể cho toàn bộ cơ thể vậy thật vậy hả đúng vậy <laughs> ông à có nghe gì không ai à, cho đôi tay vì nó là bản thu nhỏ của cơ thể ờ mà làm sao <laughs> Phải... <cười> <cười> Làm đi Natasha Dạ bệnh sao hả tâm Tập... bận khám bệnh không đi xem phim với gì trễ vậy rồi còn khám bệnh gì nữa sa gông là diễn phó ở đó mà Hơi... con muốn ở một mình <cười> <cười> Yeah. <laughs> Thấy sao hả Đây là lần đầu tiên tôi ăn món này đó <laughs> Nó thể hiện nhu cầu của cơ thể Ăn cho nên là dẫn thành ra nghiện Ở nhà cô có phải nấu ăn không vậy <laughs> Có Vậy thì giáo viên sống cùng làm gì chị ấy nghỉ ngơi. Ngoài ra thì làm nghề trang điểm. Chuyển đi, tôi tìm cho cô căn phòng khác. Còn trẻ dứt giả một chút cũng không sao đâu. Cô không biết là cô không thể làm việc hả? Chị ấy thật sự là một giáo viên rất giỏi đó. Mình tìm thì nhất định sẽ có cách mà. Bây giờ đối với tôi, chị ấy là một hy vọng là người chỉ đường. À, uống một chút chị đi nha. Ờ, nước ngọt nha. Cô nên uống nước cam thì hơn. Cho một ly nước cam không đá nha. Dạ. Chờ chút đã. Sao lại mang sâm bánh? Em muốn... Là piri hả? Dạ, ngon thật Piri mà không ngon sao được <laughs> Lúc đặc biệt uống sẽ càng thấy ngon Chắc là đề tài rồi ừ. Hình như đã quên hẳn Rô ra thì phải Thấy nó đã bình tĩnh trở lại rồi <laughs> Em trai của chúng ta đã trở lại Mẹ chị Yên có chuyện gì đó không ta? Xem thái độ anh cả Rô ra Thì chắc chắn là có biết chuyện gì đó Có không? Hồi nãy em cũng tính nhẩm rồi Con gái lớn đã 35 tuổi Vậy là mẹ chị Yên có thể không? Đúng ha có thể mẹ Chi Yên là vợ bé Còn nữa nha Tuổi của bà ấy với diện trưởng bắt cách nhau rất xa Một cô gái trẻ trung như vậy Sao có thể được cả Đúng ha Có thể vì gia đình khó khăn Ai, Nếu anh trai của Rora không có biểu hiện đó Em cũng chẳng nghĩ Nghe em nói thì thấy chắc là đúng như vậy Vậy đó. kết luận là Ba ma đã từ chối Chi Yên là hoàn toàn đúng đắn Hôn nhân hoài nghi như là tại chị quá nóng vô đinh nhắm mắt làm bừa Cũng vì sợ rô ra bám lấy mama Giờ mama cũng đã bình thường trở lại Chỉ cần Các em ở đây thật là tuyệt quá <laughs> Có thể nói chuyện được bất cứ lúc nào <laughs> Có nơi cũng được lắm đó Vậy mama kết hôn thì em sẽ ở đâu? Thì sẽ sống cùng chúng ta một thời gian Liệu nó có đồng ý không? Nhất là bên vậy Nếu cho ra ở riêng ngay Thì mama sẽ không ăn được gì gì vậy? Còn... Dạ. Thật là... <laughs> quản lý với diễn viên cứ như vậy sao không có tình cảm được chứ? Ở cạnh nhau cả ngày cả đêm. Quản lý của tôi luôn không? Không muốn chút nào. Còn công ty thì phải làm sao? Tạm nghỉ, quỷ thác cho người khác. Mà cũng cần quản lý hả? Ừ, sao lại nói vậy? Bà thử xem người xưa, nói có đúng không à Tốt. <cười> <cười> Nếu soanh thì mà mở công ty giải trí, tôi cũng sẽ làm diễn viên. Sau đó sẽ tìm một quản anh ta. Bà cứ đi đi. Ông thử nói lần nữa coi. Anh chàng quản lý kia, số mình đúng là không tốt. Phải làm việc như một bà già. <laughs> Alo. Mau đi mặc đồ thôi. Bắt John C gọi điện Nói là muốn tài trợ quần áo Ờ Là nhà thiết kế nổi tiếng phải không Ừ Ôi Ba ngày Ba ngày lịch làm việc kính rồi Tôi biết rồi 30 phút nữa tôi sẽ đến nơi Được Sao cô không làm việc ở tiệm đó nữa Giờ tôi đang làm việc ở tổ trang điểm của đài truyền hình Tôi cứ nghĩ là mình không gặp được cô nữa là đài truyền hình nào vậy? NBC à, tốt quá rồi, tới làm có phải không? Ừ, dạ. Nhưng mà cứ làm như vậy hoài cũng không có được. Chúng ta nói chuyện một lát nữa có được không vậy? Về mình nha. Tôi có một chị gái và một đứa em gái. Tôi và chị gái cùng cha khác từ sớm. Tôi chưa từng chịu vất giả gì, cũng chưa từng có dứng mắt gì với ba. Sáu năm. Trong vòng hai năm đó tôi rất là buồn. Tôi cũng đã từng yêu đương hai lần rồi. Nhưng không biết là do mình không có phúc phận hay là bản thân có khiếm khuyết, có vấn đề thì quen không được bao lâu. Cô có nhớ người mà cô gặp đi cùng với tôi ở siêu thị ngày hôm kia không? Tôi và cậu ấy đang tìm hiểu. Hiện cậu ấy đang sống ở nhà của tôi. Hồi mùa hè mẹ và em gái của tôi đi nước ngoài. Còn giúp việc hàng tuần á thì thôi việc. Nấu ăn cho tôi. Cậu ấy chỉ cần thấy tôi thì đã rất vui rồi. Tôi còn biết làm sao được. tôi là người như vậy đó tôi có cảm tình với ta cũng muốn biết được số điện thoại của cô tôi vô cảm phải không thuốc tôi để ở phòng bảo vệ nha à, cô có thể tới lấy nhưng mà hơi nặng đấy gửi bưu điện có dậy bốn không Tôi không sợ mất mặt nên kể cho cô nghe hết rồi. Những chuyện của tôi lại nhiều nữa. Không đâu. Ai cũng có gặp mà. Alo. Em chưa về nhà hả? Đang ở đâu vậy? Dạ ở dưới nhà. Sau khi lên đó lại phải làm việc hả? hay cứ nói tôi là giúp Việt Nam. Tôi không nói giỡn đâu. Cô mới chăm cứu xong, không thể làm việc được đâu. Tôi nói thiệt. Hay là vậy đi. Tức thu dọn hành lý luôn. Còn cuộc sống của tôi thì sao? Tôi sẽ chịu trách nhiệm. À, không phải là buộc cô phải theo đâu. Có chứ. Tôi là diễn phó hàng y diện Han Trong Nam vì giờ tuổi còn trẻ nên chưa thể làm viện trưởng hoàn toàn có thể giúp được cho cô mà anh nói như vậy thì tôi thực sự hôm nay nhất định không được làm việc đó nếu không không nấu cơm cho nên là cũng không cần phải rửa chén đâu anh cứ yên tâm đi còn cho tôi ăn một bữa rất ngon nữa. Anh lái xe về cẩn thận nha. Ừ. <laughs> Bên đó trực tiếp liên hệ với chúng ta luôn sao Ừ Được lên truyền hình thì mọi thứ đều khác Tất nhiên rồi Những lại sẽ tức giận nữa rồi Vừa quay xong thì trời tạnh mưa Có phải vì chúng ta không làm lễ không Đâu phải chuyện gì cũng như mong muốn được Nào Hỏi nữa hả Ngày sinh trên chứng minh thư có đúng không vậy Không đúng Vậy là khi nào sẽ cho anh ta biết Sao có thể như vậy được Công ty phải tổ chức sinh nhật cho diễn viên mà Tôi không thích người khác tổ chức sinh nhật cho mình đâu Công Nhưng là gia đình không quan hệ quyết thống Nói mình tôi biết thôi Tôi sẽ không nói lại với ai đâu Làm gì có chuyện quản lý mà không biết sinh nhật của diễn viên mình Có Còn... À đau lòng quá đi Xếp thứ hai mà chẳng ít lợi gì hết Ai nói không Anh Vậy thì gánh nặng gì Ít nhất thì anh cũng sẽ mua bánh cho tôi Cô đang nói thật lòng đó hả? Một cái bánh thôi cũng không được sao? Wow. Vậy thì một mình anh biết thôi đó. Ừ. Ngày mai. Ngày mai sao? Không vậy. Là lịch âm. Lịch âm ngày mai là ngày bao nhiêu? 26 tháng 6. Wow, nếu không hỏi chắc có chuyện lớn, được. mua một cái bánh là được rồi. Ừ. Anh làm tôi giật mình đó, sao lại hỏi đúng ngày hôm nay ta? vậy mới nói anh yêu đừng đi mà

Quê xong lâu rồi sao giờ mới về Con đi tụ tập với họ đâu mẹ Muốn đi xem phim với anh của con Nhưng không đi được Nên đang nằm tức giận trong phòng kìa <laughs> Hết cách Các bạn con xem phim xong nói sao Đó là rất hay <laughs> Ngưỡng mộ con chứ ừ. <laughs> Cái anh đạo diễn chỗ con Đã bao nhiêu tuổi rồi vậy Ừ, nghe nói là anh tuổi con chuột á Vậy mà ừ. Nếu sinh vào tháng 1 thì tính theo âm lịch là tuổi chuột mà mẹ À <cười> <cười> Mẹ lại còn tìm hiểu nữa à. Mẹ thấy tính tình anh ta cũng tốt lại nho nhã Sao lại ly thân hả Chuyện vợ chồng chỉ có hai người đó là rõ nhất Mẹ, mẹ thấy chỉ còn có cái hộp không thôi à Chắc là nó ăn hết rồi Nó ăn cũng như hạm chứ chẳng dừa Nhìn là biết thật ngại quá <laughs> lẽ ra phải hẹn vào ban ngày nhưng lại không có thời gian dạ không sao đâu anh nói thiệt những bộ phim mới diễn viên ăn mặc ra làm sao <laughs> nhưng mà tôi rất thích phim sao ngu lan đó nguyên tác và biên kịch của bộ phim cô vừa mới xuất hiện nó đã cho tôi rất nhiều cảm xúc luôn <laughs> dạ cảm ơn anh à, nhưng mà nếu u chung chết á thì phải làm sao có không? quá không vậy là không chết hả <laughs> Nói vậy là không chết rồi. <laughs> Xin mời. Tôi thường phải ăn đêm lắm. Vậy mà nhìn anh vẫn cưng đối. Cũng vậy mà. <laughs> Bình thường mỗi ngày anh ngủ mấy tiếng? Chỉ có lúc rảnh thôi. Thường thì chỉ từ Anh không thấy mệt hả? Ba ngày thì cũng có khi tôi ngủ một chút trên xe. Ờ, à, trước đây tôi từng đọc cuốn sách món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho chúng ta rồi sẽ có một ngày nào đó chúng ta phải đứng trước mặt của thượng đế giải thích về việc vào lúc sau đó câu này đúng quá ha câu nói của ba hê là của anh ấy sao cái thiệt đó không ngờ đầu óc của anh lại rất nhanh nhạy ha có phải vậy không à, dạ <laughs> vậy luôn của tôi ha được vậy thì vinh hạnh quá <laughs> tôi đã gặp rất nhiều diễn viên rồi tôi khẳng định tôi nhìn người không có sai đâu à dạ cảm ơn anh nhiều <laughs> chi phí phục trang định trả ăn sao đồ của tôi mắc lắm à <laughs> kể chuyện kinh dị coi như chi phí đi nghe chuyện kinh dị giải tỏa được áp lực lắm á <laughs> kinh dị luôn vậy tôi kể trước nha tôi biết nhiều chuyện ma lắm luôn á <laughs> à, đừng kể mà năm mươi sáu sáu mươi hai số đo đẹp ghê ha tôi gặp nhiều quản lý rồi không ai tốt như cậu ấy đâu tôi không đơn thuần chỉ dựa vào bề ngoài mà nói có lẽ đúng là vậy mà mà có bạn gái chưa ừ. có rồi chứ sao nữa vẫn chưa kết hôn mà <laughs> hai người có phải là rất hợp nhau không dạ <laughs> sao vẫn chưa ngủ nữa? Ăn tối chưa? Ăn rồi. Anh tự rót đi. À. Anh qua đi. Cậu ra lệnh cho tôi đó hả? Natasha Phải cố gắng giữ bình tĩnh Bình tĩnh Bình tĩnh Anh ăn tối dài vậy hả? Hả? Sao lại đi ăn tối với bệnh nhân chứ? Là người ta mời mà Chắc lại là con hồ ly tinh đó mời rồi Đừng có dò hỏi linh tinh nữa Em đã chờ để cùng đi xem phim với anh rồi Ai đi nha Không phải đi xem phim với cô bệnh nhân đó chứ Không có Tóm lại anh ở đâu làm gì hả Em rất lo cho anh Người ta không có xe tôi đưa về nhà Lại là phụ nữ sao Tôi phải thay đồ ra ngoài đi Nhất định sẽ tìm ra cô ta Phải cạo trọc đầu cổ mới được Ta chi <laughs> oh. Dạ Ai Được tận mắt nhìn các diễn viên chắc thích lắm à Ô, oh, buồn ngủ quá. Ai, chị phải đi ngủ thôi. Anh bác cũng rất cá tính ha. Anh ấy rất dốt đáng để kính trọng. Có phải đọc sách của ba Hê thì sẽ có phong cách ăn nói như vậy không? Ừ. Anh đọc sách đó khi nào? Hình như... Trước khi đi nhập ngủ, anh làm công việc gì? Sao vậy? Thì hỏi cho biết. Còn anh không muốn nói thì thôi vậy. Anh học trường nào vậy? Xin ban kê, ở xin đi. Chắc là đã đến... Nhiên rồi. <laughs> Tôi biết rồi. Biết gì? chắc là tìm hiểu mấy chị trong trường tôi chỉ một người thôi quan hệ bình thường thôi à có thật lực sao không tìm việc khác tốt hơn chứ không thể hiểu được không phải đã nói rồi sao sau này tôi sẽ mộ lâu nữa mở được công ty ấy, đừng có giả giờ không quen tôi đó đáng lẽ tôi nói câu đó mới phải đừng có phớt lờ tôi đó nha đương nhiên rồi chỉ sợ tôi dành đâu nhớ giữ lời đó đương nhiên rồi Hây, à, phải ghi âm lại mới được đại diện của tôi nói không được để những lời ngọt ngào của diễn viên Đi anh thấy được không được đó ngày mai nha không phải đùa đó chứ không có đâu <laughs> Mà ừ. Ồ, đã khó Không có sao hết Tôi có thể đi cả đêm cũng được đó Ở bên cạnh nhà cô là ai vậy Tôi phải con trai là cũng may rồi Có khả năng phòng vệ chứ Có Sau khi anh cô qua Mỹ Tôi không yên tâm Nghe nói kẻ trộm còn Đặt cửa sổ mới đi ngủ Cô dạy đốc đa xử lý trộm không Đã từng dậy rồi Nhưng mà vẫn chưa thử lần nào hết Anh mau đi về Biết trước cửa nhà có ai không Đúng rồi Mọi liên hệ cứ ghi địa chỉ công ty đi Bây giờ phóng viên bắt đầu chú ý tới cô rồi đó Dạ Còn hơn nửa tiếng nữa đến sinh nhật rồi Cô đỡ đẹp 잘 주무시고 몇 시간 뒤에 봐요? 왜요? 못 들어가겠어요.